Cờ vua thường được coi như một công cụ giáo dục trong quá khứ. Ở mức độ thái quá, cờ vua được coi như là công cụ giáo dục đa năng, từ quân sự, toán học cho tới đạo đức học. Ở mức độ ôn hòa hơn, cờ vua được cho là hình thành hoặc mài giũa các phẩm chất có giá trị cho con người, như Benjamin Franklin đã tuyên bố trong tiểu luận Đạo đức trong cờ vua năm 1786. Đây được gọi là thời kỳ cờ vua lãng mạn, trải dài từ cuối thế kỷ 18 cho tới cuối thế kỷ 19. Vấn đề của thời kỳ cờ vua lãng mạn là cờ vua được chuyên môn hóa cao, người chơi có xu hướng đồng nhất nó với nhiều thứ trong cuộc đời, mà điển hình là chiến tranh, dẫn đến việc họ cho rằng người giỏi điều binh khiển tướng tức là người giỏi đánh cờ và ngược lại. Và nếu một khi cờ vua được đồng nhất với cuộc đời thì tư duy cho rằng giỏi cờ vua sẽ trở nên giỏi mọi thứ là tất yếu sẽ xảy đến. Thời kỳ cờ vua khoa học nối tiếp đã giải quyết các vấn đề của cờ vua lãng mạn, nhưng nó vẫn để lại tàn dư là tư duy đồng nhất giữa việc giỏi cờ vua hơn với việc thông minh hơn. Liệu tư duy này có đúng? Và với điều kiện khoa học của ngày nay, chúng ta đã trả lời rốt ráo được câu hỏi ấy chưa? Trong bài viết của tác giả Tonat, chúng ta hãy cùng nhau làm rõ vấn đề trên. Bạn đam mê cờ vua và mong muốn tìm hiểu những điều thú vị xoay quanh môn thể thao trí tuệ lâu đời bậc nhất thế giới này? Bạn muốn học hỏi kinh nghiệm chơi cờ từ những kiện tướng nổi tiếng, bàn luận về cờ thế, hay chỉ đơn giản là tận hưởng niềm vui với những meme cờ hài hước? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không đến với cộng đồng cờ vua Việt Nam? Chiếc group mới toanh vừa mới được chúng mình tạo dựng để những người yêu thích cờ vua có thể cùng nhau tụ họp và chia sẻ kiến thức, đồng thời kết nối với những người có cùng đam mê. Chơi cờ vua làm sao để không thua? Cách duy nhất chính là tham gia ngay bằng đường link được gắn ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Cờ vua và tâm lý học. Bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 19, cờ vua đã trở thành đối tượng nghiên cứu của ngành tâm lý học, mà một trong những người tiên phong là Alfred Binet. Nhà tâm lý học người Pháp này đã có hứng thú với hiện tượng chơi cờ bịt mắt của các kiện tướng. Công trình nghiên cứu của ông đã bác bỏ lối tư duy thông thường của thời đại ấy và của chính ông rằng các kiện tướng có khả năng ghi nhớ hình ảnh giỏi hơn người thường. Binet làm việc với các đối tượng thí nghiệm là các kiện tướng chơi cờ vua lúc bấy giờ như Stanislaw Sittenfeld, Alphonse Quetz, Cyber Tarrasch, Samuel Rosenthal bằng cách hỏi kỹ về những gì họ thấy trong tâm trí khi chơi cờ bịt mắt. Kết quả khác xa so với dự đoán của Binet. Các kiện tướng không hề có trong tâm trí những hình ảnh rõ nét về quân cờ và bàn cờ hơn so với người bình thường. Những gì họ thấy giống như bản vẽ dưới đây của kiện tướng Stanislaw Sittenfeld. Phát hiện này không hề mâu thuẫn với các phát hiện sau đó của Adrian de Groot, một kiện tướng cờ vua và một nhà tâm lý học nhận thức ở giữa thế kỷ thứ 20. Lúc này cờ vua đã trở thành một người bạn thân thiết của tâm lý học và đặc biệt là ngành học mới mẻ thời đấy giờ là tâm lý học nhận thức. Hai nhà tâm lý học William Chase và Herbert Simon có câu ví von nổi tiếng: cờ vua là loài rùa giấm của tâm lý học nhận thức vì các thuộc tính của nó đặc biệt phù hợp với ngành học này trong các vấn đề như đưa ra quyết định, sự chú ý và ý thức. Trong công trình đồ sộ Thoughts and Choices in Chess xuất bản năm 1965, Adrian de Groot đã đưa ra phát hiện có thể gọi là chấn động cả thế giới cờ vua rằng các kiện tướng thật ra không có sức tính toán cao hơn người bình thường, trí nhớ trên các dữ liệu thô của họ cũng không tốt hơn người bình thường. Căn nguyên cho sự tài giỏi ở cờ vua của họ đó là sự lưu trữ sẵn trong trí nhớ dài hạn nhiều hình cờ hơn, từ đó họ dễ dàng sử dụng trí nhớ hữu dụng để trích xuất các mô hình này nhằm áp dụng vào hình cờ thực tế, từ đó đưa ra các nước đi tốt hơn và nhanh hơn. Không lâu sau công trình của de Groot, hai nhà tâm lý học Chase và Simon công bố nghiên cứu năm 1973 của họ về vấn đề trí nhớ hình cờ bằng cách cho các tình nguyện viên nhìn nhanh qua thế cờ trong 5 giây rồi yêu cầu họ tái đạo nó. Kết quả cho thấy, đối với các thế cờ thực tế, người chơi cờ càng giỏi thì thành tích trong thí nghiệm càng cao. Nhưng đối với các thế cờ ngẫu nhiên, kết quả ở mọi tình nguyện viên đều như nhau. Các thế cờ thực tế có nghĩa là hình cờ trong đó là các mô hình có tỷ lệ cao đã được gặp trong khi chơi. Các thế cờ ngẫu nhiên là hình cờ được xếp tùy hứng và khả năng xuất hiện trong ván cờ thực tế là rất thấp. Vậy nên, có thể kết luận trí nhớ của kiện tướng và người bình thường là như nhau trước các dữ liệu họ mới chỉ thấy lần đầu tiên. Thứ chi phối đằng sau hiện tượng này là mẹo chia khối. Mẹo chia khối là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong tâm lý học ở thế kỷ thứ 20. Nó là phương pháp chuyển đổi các chi tiết rời rạc thành một khối duy nhất nhằm thuận tiện hơn cho việc ghi nhớ. Chẳng hạn với một dãy số có 10 chữ số như 3, 8, 7, 4, 9, 0, 5, 3, 1, 2 sẽ dễ nhớ hơn nhiều nếu chúng ta chia nó thành 3 khối 3, 8, 7, 4, 9, 0, 5, 3, 1, 2 thay vì nhớ 10 chữ số riêng biệt. Điều này cũng lý giải cho chúng ta hiện tượng thường thấy là nếu lâu không chơi cờ thì sức cờ giảm sút thấy rõ. Nếu như sức cờ thể hiện trí thông minh thì phải chăng chúng ta đã kém thông minh đi chỉ vì lâu không chơi cờ? Thật ra là không đúng. Bản chất hiện tượng này nằm ở chỗ sức cờ phụ thuộc vào các hình cờ chúng ta lưu trữ được trong trí nhớ dài hạn. Và với người thường xuyên chơi cờ, chúng có thể dễ dàng được trí nhớ hữu dụng trích xuất ra. Còn với người lâu không chơi thì họ sẽ gặp khó khăn trong việc trích xuất, khiến cho việc suy nghĩ và đi quân trở nên kém hơn. Tuy nhiên,
Khi chơi cờ trở lại một thời gian, việc trích xuất trở nên dễ dàng hơn khiến cho sức cờ quay về mức độ của ngày xưa. Đây là điều mà một số người vẫn còn gọi là lấy lại cảm giác cờ. Cờ vua và điểm số học đường. Phần trên chúng ta đã biết được rằng, xét về khả năng tính toán hay ghi nhớ, các đại viện tướng không có gì vượt trội so với người bình thường. Tuy nhiên, nhu cầu giáo dục vẫn là một khát khao lớn và tư duy thông thường rằng cờ vua cải thiện trí óc vẫn là một suy nghĩ kiên cố của con người. Vậy nên trong thế kỷ này, người ta vẫn còn duy trì tư tưởng coi cờ vua như một công cụ giáo dục cho trẻ em, đặc biệt là môn toán. Một số nghiên cứu khoa học đã ủng hộ cho tư tưởng này. Năm 2016, Giovanni Sala và Fernand Gobet đã làm một phân tích tổng hợp trên 24 nghiên cứu và 40 kỹ thuật hiệu ứng và các kết quả đều rất hứa hẹn. Nó cho thấy cờ vua nâng cao thành tích môn toán và khả năng nhận thức tổng thể ở học sinh. Thành tích đọc viết thì nâng cao ở mức khiêm tốn hơn. Yêu cầu tối thiểu để có được hiệu ứng là học sinh cần học cờ vua một buổi mỗi tuần trong suốt năm học. Tuy nhiên, một bài review năm 2017 cũng của Sala et al. Cho biết vấn đề phương pháp luận nghiêm trọng nhất của các nghiên cứu ấy là hầu như không có nghiên cứu nào so sánh giữa các nhóm được tác động bằng cờ vua với các nhóm đối chứng chủ động, tức là nhóm đối chứng nhưng vẫn được tác động bằng một cách khác để loại trừ các tác dụng giả dược có thể xảy ra. Ngoài ra, một nghiên cứu mới của Viện Giáo dục London cũng đã cho kết quả khác với các nghiên cứu trên. Nghiên cứu của Viện Giáo dục đã so sánh một nhóm lớn gần 2.000 học sinh 9 đến 10 tuổi được dạy cờ vua trong một năm với một nhóm đối chứng thụ động, tức là nhóm đối chứng không được tác động gì cả, cũng gần 2.000 học sinh. Kết quả cho thấy hai nhóm có thành tích ở trường học như nhau. Điểm đáng chú ý là nghiên cứu này có lượng mẫu lớn với bài kiểm tra được làm vào một năm sau khi nhóm tác động đã hoàn thành khóa học cờ vua nhằm xem xét tác động lâu dài của cờ vua và kết quả thu về đều thách thức các nghiên cứu trước đó. Sala et al. Cũng tuyên bố rằng ngay cả khi không có nghiên cứu mới của Viện Giáo dục London thì các nghiên cứu trước đó cũng có nhiều vấn đề. Hai vấn đề đáng quan tâm nhất là hiệu ứng giả dược. Tất cả các nghiên cứu bao gồm cả nghiên cứu của Viện Giáo dục đều cho thấy học sinh rất vui vẻ khi được đào tạo cờ vua. Sự vui vẻ này có thể khiến các em hào hứng với trường lớp hơn, từ đó việc học sẽ được nâng cao. Nếu như vậy thì bất cứ môn học ngoại khóa nào, miễn sao khiến học sinh vui vẻ là sẽ cải thiện được thành tích học tập, không riêng gì cờ vua. Thiếu liên kết nhận thức. Việc cho rằng kỹ năng cờ vua có thể áp dụng vào kỹ năng làm toán chính là ví dụ về sự chuyển giao xa. Sự chuyển giao xa có nghĩa là hiện tượng áp dụng kỹ năng của lĩnh vực này sang lĩnh vực khác mà giữa hai lĩnh vực ấy chỉ liên quan lỏng lẻo với nhau. Các nghiên cứu về chuyển giao xa đã cho thấy hiện tượng này hiếm khi xảy ra và nếu có cũng chỉ mang tác động rất ít. Nói tóm lại, Sala et al. Kết luận rằng việc học sinh được tiếp xúc với cờ vua có liên quan đến việc nâng cao thành tích học tập, nhưng liên quan không phải là nhân quả. Việc nâng cao thành tích học tập có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác cờ vua. Các nhà nghiên cứu vẫn nghi ngờ tác dụng của giáo dục và cờ vua và yêu cầu có thêm nghiên cứu trong tương lai, đặc biệt là nghiên cứu có so sánh với nhóm đối chứng chủ động để loại trừ hiệu ứng giả dược. Thứ ba, tổng kết. Nhìn chung, ngày nay cờ vua đã được nhấc ra khỏi bệ thờ trong quá khứ, nhưng mặt khác, nó cũng không vì thế mà trở nên tồi tệ. Tôi không phủ nhận rằng trong giới kiện tướng cờ vua có rất nhiều tri thức lỗi lạc, trong các em nhỏ giỏi cờ vua có rất nhiều nhân tài tiềm năng, thế nhưng tương quan không phải là nhân quả. Bởi vì có thể các nhân tài thì thường giỏi cờ vua nhưng không phải những người giỏi cờ vua thì là nhân tài. Qua các nghiên cứu mà tôi giới thiệu, chúng ta có thể chắc chắn rằng với người trưởng thành thì khả năng tính toán và ghi nhớ ở kiện tướng và người bình thường là như nhau. Bí quyết ở đây là các kiện tướng đã sử dụng bộ não của họ theo một hướng khác nhằm phục vụ cho chuyên môn chơi cờ. Việc điều hướng não bộ như thế này là việc thảy chúng ta đều làm được để phục vụ chuyên môn của riêng mỗi ngành mỗi nghề trong xã hội. Nhưng tôi không ngụ ý rằng mọi người đều có thành tích ngang nhau ngay cả khi sử dụng bộ não theo cùng một hướng. Sự liên quan giữa việc được đào tạo cờ vua với việc cải thiện thành tích học tập ở các em nhỏ cũng tiếp tục là vấn đề của sự tương quan không phải là nhân quả. Rất có thể việc học sinh có tiết học ngoại khóa giúp các em vui vẻ là nguyên nhân cải thiện thành tích. Vậy thì phương án khôn ngoan hơn là dạy đa dạng các môn như kịch nghệ, chơi đàn, chơi bóng chẳng hạn, thay vì chỉ dạy mỗi cờ vua. Vậy nên, tư tưởng giỏi cờ vua cũng đồng nghĩa là giỏi tính toán hoặc là thứ tương tự, dẫu rằng nghe thuận trực giác và được hậu thuẫn bởi một lịch sử dài, nhưng chúng ta buộc phải thừa nhận rằng nó chưa được chứng minh, do đó không phải là sự thật. Dũng cảm buông bỏ thành kiến lâu năm, đây chính là nét đẹp của trí tuệ và là điều đáng tự hào của một con người sống trong thời kỳ khoa học.